Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam. Động thái này nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Trên cơ sở tổng hợp số liệu từ các đề xuất kiến nghị của 28 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương có ý kiến và gửi về Bộ Tài chính để kịp thời điều chỉnh chi phí trong kỳ điều hành gần nhất Hiện doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do các chi phí chưa được tính đầy đủ trong giá cơ sở xăng dầu. Cụ thể, premium nhập khẩu đang cao hơn nhiều so với mức áp dụng trong giá cơ sở. Ngay cả khi được Bộ Tài chính điều chỉnh ngày 7 tháng 10 vừa qua, chi phí vận chuyển đưa xăng dầu từ nhà máy về cảng đến nay thấp hơn chi phí thực tế doanh nghiệp phải trả từ 40 đến 60 đồng trên lít.